Hôm nay là đã ngày là 12 tháng chạp rồi nhá. Còn 28 ngày nữa là Tết. Đấy, cây hoa mơ hoa mai trắng của mình nó đã nở tung tóe rồi. Nở hoa quả trắng cây. Đấy, cho các bạn xem này. Đấy. Đấy không? Đấy, hoa nở trắng hết cây. Hôm nay thời tiết nắng ấm. Nắng ấm thế là năm nay lại nhuận nữa. Thế là cây nó nở trước Tết. Hoa này của mình là hoa mận nhá, hoa mận, à hoa mơ trắng. Hoa mơ trắng. Quả mơ này của mình là nó chín, nó đỏ tía như quả mận ấy. Và rất là chua, chỉ để ngâm rượu. Đấy. Nên là đây chính xác nó là hoa mơ. Hoa mơ nở trắng rừng. Hoa mơ nở trắng vườn. Đấy. Có cả quả các bạn nhỉ. Lá nhá, kia đâu vẫn còn lá nhá. Ong quay đến là lấy nhụy bay dập hết cây. Cây này cũng rất là quý luôn. Mình cố gắng để một cây, giữ một cây trong vườn. Đấy, cái gốc của nó nhá, vừa làm đẹp và vừa có quả ăn. Quả này khoảng tháng 4, tháng 5 sang năm là nó sẽ chín. Khi nó chín nó đỏ như quả mận hậu. Nhưng nó chỉ khác là nó mềm. Mận thì cứng, giòn. Đấy, quả nó này, quả xanh xanh. Đấy. Có cả hoa, cả quả, cả lóa, lá nhá. Có lộc nữa, có cả lộc. Đang có nhị lộc, chơi Tết ổn luôn. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy, thấy hoa chưa? Đấy. Ừ. Hoa đẹp thế nhỉ? Nhìn đã luôn. Nở dày. Mỗi tội cái bông hoa nó bé. Đấy, quả này các bạn ơi. Đấy, quả của nó đấy. Ôi, bây giờ mà vín nó sẽ đánh nhìn vín nó xuống, vín nó rụng rụng. Thôi để này cho nó đẹp. Bởi vín xuống là nó rụng hết cánh. Phí lắm. Cây đẹp chưa? Đấy. Cây này góc vườn. Mình quay xung quanh để các bạn xem nhé. Giống mơ này cách đây 20 năm nó rất là thịnh hành, nhưng mà bây giờ thì càng ngày càng không còn giống đâu nữa, hình như là còn mỗi mình có cái giống mơ này. Mơ này chỉ ngâm để lấy nước uống thôi nhé, lấy nước mơ chua uống. Đây này, đường thì đắt mà mơ thì rẻ. Ngâm mơ hơi bị tốn đường, cho nên là năm trước là mình cũng trồng khoảng 50 gốc mơ cách đây khoảng 20 năm, xong đấy là cũng phải chuyển đổi sang cây khác bởi vì hiệu quả kinh tế nó không có. Mang mơ ra cho người nhà ở Hà Nội thủ đô thì cho mơ thì dễ, nhưng mà người ta nhận mơ người ta chỉ ngại mẹ mất tiền đi mua đường để ngâm, vì một cân mơ phải ngâm 2 cân đường thì nó mới đã được. Đây các bạn nhìn này, đây, cái gốc gốc cũ của nó mọc ruỗng rồi, gốc cũ nó mục ruỗng hết này này, xong đây một cái cành lên, thế mà bây giờ cái cành nó to này.
Cây này mình trồng phải từ năm, gốc mơ này của mình phải trồng từ năm 1995 đến 97 gì đấy. Hơn, với phải 94. Từ lâu lắm rồi. Đấy. Cây mơ rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.